Theo đó, năm 2023, số khách bị từ chối nhập cảnh là 886 trường hợp và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024 đã có trên 600 trường hợp. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc gia tăng các trường hợp hành khách bị từ chối nhập cảnh gây thiệt hại cho hãng vận chuyển, tạo áp lực lên cảng hàng không. Đồng thời, tiềm ẩn rủi ro mất an ninh, an toàn, trật tự tại cảng hàng không, trên tàu bay. Để giảm thiểu hành khách bị từ chối nhập cảnh, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không khai thác các chuyến bay thường lệ quốc tế đến Việt Nam có biện pháp hiệu quả để giảm thiểu hành khách bị từ chối nhập cảnh người khai thác tàu bay phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi cho hành khách lên tàu bay để đảm bảo rằng hành khách đáp ứng đủ đúng các giấy tờ do quốc gia quá cảnh và quốc gia đến quy định cũng như kịp thời cập nhật các quy định của việt nam và quốc tế về xuất nhập cảnh quá cảnh liên quan đến hành khách đi tàu bay